Khế Thúi Sa Đọa tập cuối. Lúc này độ uy tín và độ giàu sang của Khế Thúi càng ngày càng lên cao. Mỗi khi người dân nhìn thấy Khế Thúi, họ cứ ngỡ như nhìn thấy một vị thần hay là một vị thánh nào đó ở trên trời rớt xuống để mà giúp dân lành. Nhưng không hiểu sao, đêm nào hoàng thượng Khế Thúi cũng bị mất ngủ. Và chỉ duy nhất đêm này, Khế Thúi ngủ rất là ngon. Và anh ta đã nằm mơ thấy một người nhào lại đánh anh ta. Dạy, mày đã làm gì? Mày ăn chặn tiền từ thiện, mày làm nhục tao. Cuộc sống ở trần gian, người người nhà nhà kính trọng tung hô mày. Còn những người cõi âm như tao, hiểu hết những việc mày làm. Chưa kể những vị thần thánh ở xung quanh mày, họ đã thấy hết những việc làm xấu xa của mày. Hôm nay tao gán lấy hết công lực gồng lên để báo mộng cho mày biết. Quay đầu là bờ, không nên làm nữa. Ăn bao nhiêu đủ rồi, nhả ra đi. Ủa mà mình ăn chặn kỹ với khéo lắm mà sao ông biết được ta? Nhưng mà mình ăn đâu có bao nhiêu đâu, chỉ có 40% tiền từ thiện thôi, mình đâu có ăn nhiều. Nhưng mà rõ ràng mình vẫn phát lương thực cho dân đầy đủ mà. Tính ra là mình chỉ ăn tiền của mạnh thượng quân tin tưởng mình, với mình ép giá những thằng bán đồ cho mình thôi. Mà sao ông biết được ta? Mày ngu lắm, muôn đời vẫn ngu. Mày có chắc là mày ăn 40% không? Còn thằng trung gian xúi dục mày, nó ăn bao nhiêu phần trăm? Hai thằng mày ăn một lượt khiến cho gia đình người ta phá sản, điêu đứng. Nếu mày không tin thì mày hãy tìm đến thằng trung gian hợp tác với mày, điều tra xem nó ăn bao nhiêu. Không lẽ mình bị thằng trung gian ăn chặn sao ta? Thôi con trai, nhả ra đi. Ở trên trần gian con được người ta tung hô cỡ nào, còn ở dưới này, cha của con bị người ta chửi như con chó. Cha cho con tỉnh ngủ đi, để con hỏi lại cái thằng trung gian. Mày gán mà tu nhân tích đức lợi, quả này tao không gánh nổi cho mày. Vậy là sao ta? Cái thằng kia nó nói với mình, quyên góp từ thiện, vừa được lời mà vừa có tiền, vừa được ta tin tưởng nữa. Đồ thì đưa cho dân đầy đủ, mà còn được lời 40% nữa. Mình phải gọi điện thoại cho nó, hỏi cho ra lẽ mới được. Alo, đếm hả? Mày nói cho tao nghe coi, cái chỗ mày mua pate giùm tao, mà tao lời 40% đó, mày còn ăn lời thêm nữa không? Mày có bị điên không? Hồi xưa tới giờ tao không có làm công không cho ai bao giờ. Mày lời 40% thì tao cũng phải lời ít nhất là 30%. Vậy chỗ đó là chỗ nào mà nó có thể bán cho mày với cái giá bèo như vậy? Tại sao mày lời mà mày không nói cho tao nghe? Nữa rồi mày điên nữa rồi, người ta là thuận mua vừa bán. Tao nói mày lời 40% thì mày lấy kệ mày, còn tao lời bao nhiêu thì kệ tao, mắc mớ gì tao phải nói cho mày nghe. Cho mày biết lời nhiều quá để mày ép giá tao hay gì? Vậy mày có thể cho tao biết cái chỗ mày mua pate, cái giá rẻ đến nỗi khùng điên đó là của ai bán cho mày hay không? Đáng lẽ ra mối màng của tao là không có tiết lộ cho mày biết đâu. Nhưng bây giờ tụi nó gần phá sản rồi, bể nợ, sắp bán nhà rồi. Thôi, tao cũng tiết lộ cho mày biết. Tao mua pate của Triều Đại Bầy Ngựa. Ngày xưa tao có một thằng bạn thân, cái màu rất là giống tao, nhưng nó là trai thẳng, còn tao là BD. Chính tao là người đã dắt nó qua cái khu vực nhà kho này. Nhưng không ngờ, mẹ con Bầy Ngựa rất là mê thằng này. Mẹ con Bầy Ngựa có rất là nhiều tiền, mua rất là nhiều pate về bán. Nhưng gặp thằng này nó không bán mà nó chỉ cho không. Thằng đực rất là quạo, lúc nào cũng đuổi thằng này đi, vì sợ cái thằng này xin giết rồi hết gia tài. Không chỉ riêng thằng này mà những thằng con trai khác mà hơi đẹp đẹp là mẹ con Bầy Ngựa cho hết, không cần lấy tiền. Nhưng thời điểm này mẹ con tụi nó giàu lắm, bao nhiêu thằng tới xin cũng không có hết tiền nổi đâu. Nhưng thằng đực nó không chấp nhận điều đó, cứ hễ con nào tới xin nó cũng đòi tiền, ít hay nhiều cũng phải đưa tiền cho nó. Một hôm tao rình nghe nó tâm sự với con Sen rằng, Sen ơi, mẹ với chị của tao bề chài quá, bao nhiêu pate mua về cũng cho không, không lấy một xu nào. Mà khi tao đòi tiền mấy thằng đó thì mẹ với chị tao làm cái mặt như vậy, kêu hai thằng kia lên nóc chuồng ở ké đi, cho không cái nhà luôn. Lúc này con Sen vô cùng bất lực, không biết giải quyết như thế nào. Thôi kệ đi, chỉ có hai thằng tới xin cũng không có hết tiền nổi đâu. Thôi, gắng chịu đựng đi con. Từ từ chị với mẹ con hết mê trai thì mọi chuyện sẽ khác. Đớm nghe xong thông tin này, thế là nó đã quyết định hợp tác với Khế Thúi, kêu gọi tiền quyên góp từ thiện và mua pate với giá cực rẻ của Bầy Ngựa. Hy vọng con đực sẽ bán hết tất cả. Pate bán nhiều gói cưng? 10.000. Ủa sao mấy con kia cưng cho mà sao cưng bán cho anh mắc quá vậy? Mày đâu phải con trai đâu, mày BD mà mày đòi bán rẻ là sao? Thôi bán giá rẻ rẻ cho anh đi, anh mua nhiều, anh làm từ thiện. Mày làm từ thiện thì kệ mày chứ, mất mớ kêu tao bán rẻ mày. Không, tao để dành vậy đó, để dành cho mấy anh đẹp trai lại rồi tao cho không. Chứ BD là tao không có bán. Cút. Ngồi ở trên nghe lời thoại của chị mình và đớm, anh ta rất là tiếc, có tiền tại sao không bán. Còn riêng chị Ngáo, hễ nhìn thấy con đớm BD là nó đuổi thẳng tay. Canh Ngáo và mẹ ngựa ngủ, đớm đã nhanh trí liên hệ với đực. Ê đực, mày có muốn bán pate cho tao không? Dĩ nhiên là tao muốn bán rồi, bao nhiêu tiền cũng bán hết. Bây giờ tao sẽ mua hết tất cả pate trong nhà mày, mày bán không? Mày tính mua nhiêu? Tao nhìn thấy chị với mẹ của mày cho không người ta mà tao tiếc giùm mày. Thôi bán cho tao 10 gói pate trị giá 2 đồng đi. Ê cái thằng kia, có bán hay không trả lời nhanh. Nó trả cái giá rẻ gấp 1/10 lần giá thị trường, nhưng thà có tiền còn hơn không.
chứ mẹ với chị mình cứ cho những thằng kia ăn quanh năm suốt tháng mà nó còn chọc tức mình nữa. Thôi, để mình bán hết tất cả. Thà là ở nhà không có tiền sẽ không bị mấy thằng kia dụ dỗ. Nghèo thì nghèo cũng được con sen nó nuôi, đỡ hơn mấy thằng kia tới hốt đi chị với mẹ của mình. Thế là Đực đã đồng ý bán cho Đớm 10 gói pate trị giá 2 đồng. Đáng lý ra triều đại bầy ngựa sẽ bị phá sản một cách từ từ chậm chậm, nhưng khi Đực đã bán hết pate trong nhà, thế là triều đại bầy ngựa phá sản nhanh hơn gấp 10 lần. Lúc này Ngáo Tiểu Thư đã trở thành một cô gái nghèo khó, không còn một chàng trai nào tới thăm cô ta để mà xin pate nữa. Mẹ ngựa và Ngáo rất là tức giận trước cái hành động bán hết pate của Đực. Lúc này Đực chỉ ngồi yên một chỗ, ngồi chờ thời, chờ cái nghèo nó đi xuống từ từ. Nhưng hai tay của anh ta vẫn còn giữ 2 đồng, một đồng để dành cho mẹ, một đồng để dành cho chị. Nhưng anh ta không dám đưa, bởi vì sợ hai người phụ nữ này lại cho trai hết. Thế Thúi và Đớm giàu sang bao nhiêu thì triều đại bày ngựa lụng bại bấy nhiêu. Một sự lợi dụng hoàn cảnh của người khác để mà ép giá trắng trợn đến từ Thế Thúi và Đớm. Không chỉ riêng triều đại của bày ngựa mà đại ca, một nhân viên shipper cũng bị Thế Thúi ép giá. Nó mướn mình shipper pate từ triều đại bày ngựa sang Thế Thúi, nó trả mình 1 đồng. Khi mình ship cho nó xong, nó lấy lý do là làm từ thiện, nó kêu mình nên ủng hộ 1 đồng đó đi. Ủa, vậy 1 đồng của tao là ai ăn? Thằng nào? Thằng này nè. Đúng, tao có ăn tiền shipper của mày, nhưng tao lấy cái tiền đó làm từ thiện, tạo phước giúp mày thôi. Ngu xuẩn. Tao nghe mày nói mà tao mắc ỉa ghê luôn á Khế. Người ta làm từ thiện hay không là quyền của người ta, tiền của người ta, mày không có quyền gì mà mày dùng tiền của người khác làm từ thiện theo cái sở thích của mày. Nói mày ăn chặn là không có sai, đừng có cãi nữa. Quách què đã báo mộng cho tao biết rồi. Thôi, quay đầu là bờ. Thôi chết, tao đã bị bón rồi. Mày thử mày nói một câu nào cho tao nghe mắt gan mắt ruột cho dễ ỉa ăn cái đi Khế. Người ta quyên góp cho mày tổng cộng là 10 đồng, mày ăn hết 4 đồng, con Đớm ăn 4 đồng. Mặc dầu mày ủng hộ cho dân nghèo đầy đủ hết, nhưng mày chơi xấu, mày ép giá người buôn bán, lợi dụng hoàn cảnh ép giá người khác để kiếm lợi cho mình. Chỉ là ăn chặn rồi, chứ đâu phải là không ăn chặn đâu. Mày giàu có trên sự lợi dụng và bòn rút của người khác, mày không thấy hổ thẹn sao? Hả Khế, triều đại bày ngựa đang lụng bại từ từ là vì mày đó. Sau khi hiểu ra vấn đề, Khế Thúi cảm thấy rất là hổ thẹn. Thôi, bây giờ mình cũng ăn nhập mặt rồi, mình sẽ nhả ga bớt xây nhà cho triều đại bày ngựa. Khi nhận được tòa lâu đài, Ngáo thật sự choáng ngợp với sự lộng lẫy của nó. Và cô ta tin đây chính là ngôi nhà dành cho gia đình của mình. Lúc này cô ta vui mừng tới nỗi ngáo ngơ, quên luôn mẹ mình, em mình là ai. Còn riêng đối với Đực, anh ta vừa hoảng, vừa mừng, vừa lo. Mình đã sợ nhà mình giàu rồi, bây giờ còn giàu hơn nữa. Rồi mẹ mình với chị mình bị dụ tiếp làm sao? Rồi bây giờ sao bây giờ? Thiệt số giàu khó cãi quá. Nhưng đối với mẹ ngựa, cô ta vô cùng tức giận, đánh Đực nhiều hơn. Bởi vì cô ta nghĩ đây không phải là sự thật, cái này chỉ là ảo giác mà thôi. Những đứa này không phải là con của tao, con tao đã bị bắt hết rồi. Sau khi biết được đây chính là ngôi nhà mà Khế Thúi tặng cho mình, mẹ ngựa vô cùng vui mừng, cảm ơn Khế Thúi lia lịa. Còn riêng Đớm là tên gián điệp biên giới, cũng là tên chủ mưu xúi dục Khế Thúi ăn chặn từ thiện. Nghe ngóng được việc làm của Khế Thúi, hắn khá là cảm động. Thế là hắn đã quyết định nhường một phần gian sơn của mình cho bầy ngựa ở, và nhường một phần gian sơn ở phía sau cho những con mèo hoàng thân quốc thích của Khế Thúi ở. Coi như tao ăn tiền của tụi bay khá là nhiều rồi, hôm nay tao nhả lại chút đỉnh để cho có hậu chút xíu. Nghe được việc làm tốt của Đớm, Khế cảm động lần thứ hai. Anh ta quyết định xây một căn phòng đặc biệt dành cho Thái Hoàng Thái Hậu mỗi khi tới chơi. Đây cũng là một cái mật thất đặc biệt thông qua triều đại Khế Thúi và thông qua triều đại của bầy ngựa. Một nơi có thể gặp mặt và kết giao với tất cả những con mèo trong triều đại của Khế Thúi. Không phải chỉ con mèo không đâu, mà tất cả những loài động vật muốn kết giao với nhau. Ví dụ như con cóc này đây, nó vô đây làm cái gì? Có thể nó muốn nhìn những nhân vật ở trong triều đại của Khế Thúi. Sau khi chiêm ngưỡng hết 9 dung nhan của những con mèo trong triều đại của Khế Thúi, thế là cóc đã bước ra ngoài. Cuối cùng Hoàng thượng Khế Thúi đã có một giấc ngủ ngon. Nhưng lại gặp Quách Què. Chuyện gì nữa vậy cha? Con đã nhả tiền ăn chặn từ thiện ra hết rồi mà. Còn một điều tao chưa xử mày, tại sao mày vu khống con vui bị điên, đến bây giờ vẫn chưa thả nó ra là sao? Mày mau mau thức dậy, thả con vui ngáo ra liền cho tao. Ủa cái ông này, ông không chịu đầu thai hay sao mà ông cứ hống ra ma ở nhà con cháu hoài vậy trời. Thôi để thả con vui ra mới được. Lúc này vui ngáo rất là xúc động khi ông ngoại đã chịu thả mình ra rồi. Nhưng những ngày tháng ở trong tù, anh ta ăn quá nhiều, cho nên cái bụng anh ta hơi bị chướng, bước đi rất là khó khăn. Nhưng anh ta phải cố gắng bước ra khỏi tù